Đây nha mọi người nhá, mình đang ngồi nghỉ giải lao ở bên ngoài, phía ngoài công ty ấy. Thì cũng muốn chia sẻ lên cho tất cả các bạn ở Việt Nam ấy, đang chuẩn bị sang Nhật, rồi là các bạn thực tập sinh kỹ sư ấy, để biết được khi mà sang Nhật thì các bạn như thế nào. Thì có một cái câu mà người Việt ở bên Nhật đang hay nói là chưa đi chưa biết nịp bông, đi rồi mới biết là màu hồng dạ lai. Đấy, thì mình tạm dịch có thể là chưa đi chưa biết Nhật Bản thế nào, đi rồi thì biết là Nhật Bản nó không phải là màu hồng. Mà anh em sang đây anh em xác định là anh em kiếm tiền, chứ không phải là anh em sang đây để đi chơi. Có thể là khi các bạn ở Việt Nam các bạn nhìn thấy hình ảnh của bạn bè của mình sang bên này có những mùa hoa anh đào, mùa lá đỏ hoa, hoặc là đi chơi ngắm tuyết các thứ ấy, thì mọi người đăng lên thì thấy rất là đẹp. Thế nhưng mà thực sự là một năm có 365 ngày thì các bạn tính em chắc chỉ được khoảng tầm 10 ngày này được như thế thôi. Và một năm bên Nhật thì nó có ba cái kỳ nghỉ lễ dài là Tết Dương, là tháng 5 và tháng 8. Thế còn ngoài còn lại thì các bạn đều phải đi làm. Và đặc biệt là ở Nhật Bản này thì nếu như các bạn, trừ các bạn là làm trong nhà xưởng ấy, thì có điều hòa, nhiệt độ quanh năm nó sẽ ổn định thì các bạn không vất vả. Chứ còn hầu như mà các bạn đi làm những cái đơn như nông nghiệp mà trồng trồng cà chua trong nhà kính, hay là đi các bạn đi đơn xây dựng ấy, ở ngoài trời ấy, hoặc là các bạn làm những cái xưởng mà người ta không có điều hòa ấy, thì mùa đông gió nó thổi vào cũng rất là rét, mùa hè thì cũng rất là nóng, chứ cũng điều kiện làm việc nó cũng không phải là ở Nhật Bản không phải chỗ nào nó cũng được tốt. Ví dụ các bạn xin vào những cái công ty lớn hoặc làm những công ty thực phẩm ấy, thì có những bạn không chịu lạnh ấy, và trong đấy trong môi trường thực phẩm thì lại điều hòa lúc nào cũng âm 10, cũng nào cũng chỉ tầm 10 độ đấy, lúc nào cũng chỉ tầm 10 đến 15 độ hoặc thậm chí là 5 độ thôi. Những cái bạn nào mà không chịu được nóng, chịu được rét thì lại rất là thích, nhưng có những bạn chịu được không chịu được rét thì lại nào thì đau xương khớp hoặc là sổ mũi ấy. Đấy, thì khi mà các bạn sang bên này thì các bạn cứ chuẩn bị cho mình một cái tinh thần hành trang thật là tốt, giống như mình ấy. Mình sang bên này mình luôn luôn sẵn sàng với mọi công việc, đương đầu với mọi thử thách, thì tin chắc là các bạn sẽ thành công. Nếu như các bạn mà muốn hỏi thêm gì thì cứ đặt câu hỏi bên dưới, mình sẽ trả lời. Đặc biệt là những ai mà có con em chuẩn bị sang bên này ấy, muốn hỏi gì thì mình sẽ trả lời, cho chia sẻ rất ít kinh nghiệm khi mà sang bên Nhật thì nó sẽ như thế nào, để cho mọi người đỡ bỡ ngỡ trước khi sang bên Nhật này, có một cái hành trang kiến thức vững vàng. Đấy, thì các bạn nhớ chia sẻ cái video này cho những ai mà chuẩn bị sang Nhật đấy, để mà xem có gì vào đấy đặt câu hỏi nhé. Đấy, mình đang ngồi bên ngoài đây thì mình sẽ cập nhật mỗi ngày có cái tin tức gì hay mình cập nhật cho mọi người xem nhé. Các bạn cứ lên đấy mà xem nhé. Ok, chào mọi người.